글을 쓴 거예요. 말로 글을 쓴 거. 그래서 비행배 타고 같이 해서 한번 공부해봐요. 우선 비행한 먼저 제가 먼저 네. 읽어볼게요. 음성일기 8월 10일. 오늘 아침 바다는 호수처럼 잔잔했습니다. 오늘은 매우 아름다운 토요일입니다. 아침 일찍 클럽 회원들이 클럽에 도착해 활동 준비를 했습니다. 커피를 마시고 대화하고 과일과 달걀 그리고 간식을 먹은 후에 하루 준비하기 시작했습니다. 네, 읽어주세요. 네. 음성이기 8월 10일. 오늘 아침 바다는 호수처럼 잔잔했습니다. 오늘은 매우 아름다운 토요일입니다. 아침 일찍 회원들이 클럽에 도착해 활동 준비를 했습니다. 커피를 마시고 대화하고 과일과 달걀 그리고 간식을 먹은 후에 하루를 준비하기 시작했습니다. 네, 피엔딩 읽어주세요. Nhật ký bằng giọng nói ngày mùng 10 tháng 8. Mùng 10. Ồ chứ. Cứ cho kế. Nè. Sáng nay biển lặng như hồ. Hôm nay là một ngày thứ bảy rất đẹp. Sáng sớm các thành viên câu lạc bộ đến câu lạc bộ và chuẩn bị cho các hoạt động. Sau khi uống cà phê, trò chuyện và ăn nhẹ với trái cây, trứng và một số món ăn vặt, họ bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới. Nhật ký bằng giọng nói ngày mùng 10 tháng 8 sáng nay biển lặng như hồ hôm nay là một ngày thứ bảy rất đẹp sáng sớm các thành viên câu lạc bộ đến câu lạc bộ và chuẩn bị cho các phát tung sau khi uống cà phê cho xuân và ăn nhẹ bồi trái cây trứng và một số món ăn vặt hồ bắt đầu chuẩn bị cho ngày một nhắc kín ghi gỗ bằng mồm rộng giống giống Giọng giọng nói giọng nói để một số đi giọng nói một số đi này này 8월 một 10일 số đi sáng nay nãy đi à chim em bên lăng bà ta gà hồ sơ gà thay ở lăng đi theo lăng lăng ý nhà là gì biển lặng tức là biển không có quay quay là sóng quay gặp trời quay wave 없어요. 비행랑 평화로워요. 참 워터. 네, 오케이. wave 없어요. 누호. 오늘은 라 몽나이 두바이라 7 토요일. 토요일 자텝라 아주 아름다워요. 토요일. 아주 아름다워요. 네네. 좀 일찍? 좀 일찍? 일찍 네네 일찍 이른 아침 일찍 아침 이른 아침 일찍 일 이른 아침 일은 아침 네네 빠른 아침 송 쌍송 딱 담배는 thành viên là회원 회원 네네네 가오 락포 클럽 클럽 네네 클럽 네
đến Leon tức là đến 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 câu lạc đến bộ câu lạc bộ và club B sale cả Wassail. và 그리고 và chuẩn bị hiểu chuẩn chuẩn Cho chuẩn các hoạt động bị cho các hoạt động khoai tông, chuẩn bị rồi hiểu khoai tông chuẩn bị rươi nè nè sau khi uống cà phê 그리고 khi uống cà phê cứ coffee 마시고 rươi mà sư phụ다음에 저 chuyện 이야기하고 저를 Yaki hako, và Yaki hako. ăn nghe là Tán먹어요 xích.간식 먹어요 Tán xích mò coi. boy는 with 가지고 trái cây 과일 중 Quấy.계란 Kế rán. một số món ăn bát snack snack so Snack. món là 음식 món ăn bát snack nè ăn huế sau khi uống cà phê hộ kêu đơn bắt đầu xuống đi cho ngày mới Hello, 나를 위해 준비를 시작해요. Ta sẽ là rơi ủy hết Ê, 시작해요. chuẩn bị à si chắc해요. hiểu 네네. Ok, 잠깐만요. 왜 하나 갖게 리 씨는 뭐 운동해요? 운동. 네. 운동 좋아 하지만 버티 없어요? 시간이 없어서 nên là 잘안 해요. 아, 걷기 주말에 걷기 해요. 디보. 디보 네. 공변. 오케이. 네. 아. 보통 đi bộ. 공변. đi bộ là gì? Đi bộ là săn chắc hiểu à? À, ok, 디보라. 오, 공변. 오케이, 자, 다음 응. 볼게요. 도장님이 필요한 장비를 나누어 주셨고, 모두가 각자 장비를 설정했습니다. 단계적으로 진행하는 것이 중요하며, 선배 회원들이 모든 것이 올바르게 이루어지는지 확인하고, 초보자들이 따라 배우도록 합니다. 이제야 깨달았지만, 다른 사람을 가르칠 때는 안내하는 것도 중요하지만 스스로 할수 있도록 돕는 것이 더 중요합니다. 네, 읽어주세요. 네, 조장님이 필요한 장비를 나누어 주셨고, 모두가 각자 장비를 설정했습니다. 단계적으로 진행하는 것이 중요하며, 선배 회원들이 모든 것이 올바르게 이루어지는지 확인하고, 초보자들이 따라 배우도록 합니다. 이제야 깨달았지만 다른 사람을 가르칠 때는 안내하는 것도 중요하지만 스스로 할수 있도록 돕는 것이 더 중요합니다. 킹벳 읽어주세요. 아, 잠깐만요. 김 Việt 아, 네, 잠깐만. trưởng nhóm phát các dụng cụ cần thiết잠깐만요. và mọi này아, 예, 이제 읽어주세요. 한번 네. trưởng nhóm phát các dụng cụ cần thiết và mọi người tự lắp đặt các thiết bị của mình. Điều quan trọng là làm từng bước một với các thành viên kỳ cựu kiểm tra để đảm bảo mọi thứ được thực hiện đúng cách, giúp người mới bắt kịp và học cách làm điều đó một cách độc lập. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng khi dạy người khác, việc hướng dẫn là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là để họ tự làm.
hướng ngón tay cắt hướng từ khăn chết và mối ngối từ lắp chặt chết thì của mình. Điều quan trọng là làm từng bước một. Mỗi các tăng viện chỉ cứu kiểm tra để đảm bảo mọi thứ tức thứ hiện tướng khắc giúp nhồi mỗi bắt chứ giúp nhồi mỗi bắt trong quá trình nhồi mỗi bắt và hút cách làm giữ đồ một cách tốt lắm của mình. Bây giờ tôi mua nến mua nhanh tôi mỗi mỗi nến và răng dài ngồi khách về hướng dẫn là quan trọng những từ quan trọng hơn là để hồ chữ làm dùng dùng nó mà cứ được hạn chế ở nó 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 ê cứ được nó nó hạn mà chế cứ rụp ê phổ thông group bắt cô rụp ăn nè nè à chung anh à đâu em trưởng bắt nhóm, trưởng nhóm là trưởng nhóm là gì à, trưởng là gì, là leader à? chung 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 cái 조직의 관리자, 조장이 각 증조 그 단체에 필요해요. Dụng cụ증조를 cần thiết의미하지? khi điều hành thổ cư à? À, 증조 là 도구. 도구를 Dụng cụ. à, 챙겨요. Và mỗi người새로운 모두 lắp kết bị của mình. Mọi người tự lắp đặt à? Một ngôi Thiết bị của mình, thiết bị soi bì. thiết bị Soi thiết bì bị rồi soi tròn thiết định,합니다 à soi tròn ê, 준비해요 장비 오케이 비유 관종 lắp đặt. Điều중요한 quan trọng것은 중요한 것 trùng yêu hơn có sân.네네 là làm từng từng bước một từng bước ý nghĩa là gì Từng bước là thần kê,단계적으로 thần một kê,해요 순서대로 해요 làm từng bước một rồi các tam biên thì cũ kiểm tra từ thành viên kỳ tên cựu là phê phê quê phê phê đảm bảo haki kiểm yêu tra đảm bảo nên bố chứng heo mỗi tu được thực hiện từng các phương pháp thực hiện 알아요 알게 하기 위해서 자 필요한 기구를 설치해요 Nước mới bốc kịp.다음에 giúp 도와줘요. 뭐, 이봐. 새로운 사람들. Người mới. tip Nước뭐예요? người mới. Kịp. Nè. Bắt kịp là làm theo đấy. Nhồi môi bắt cho bố già. Người mới là Chô Bô Cha. Nè. Cho bố già를 도와요. Keep 뭐예요? 이니아 keep 라지? Bắt kịp tức là làm được Nên này luôn. Tiếng Hàn thì Hangu có đâu mà lại, còn tiếng Việt초보자 돕는 거 아니에요? Chobocha là người mới.예. 네. Chobocha là người선배 mới.회원들이 단계적으로 쓰는 것이 초보자들 따라 배우도록 합니다. 아, 초보자들 따라 배워요. 아, 받기 깊.
và hút các làm điều đồ một các độc lập từ phẳng vô vừa một cách độc lập độc và lập học cách làm theo ơi rồi điều làm đó gì một cách cứ độc phẳng lập. vô trong lập xong bên nên bòi ở từ Sơn B là người mới đấy. Sơn B là người mới. mới mới tiếp mỗi 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 ok Sơn tài diệu B cụ thể. mới diệu tài diệu là chỉ cấm tôi là nên mỗi nhận xong về cả mỗi 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 Bây nhận giờ tôi mới nhận nhận là ra cái rằng bắn từ rồi chẳng đều người khi giải ngôi cắt sổ đồ nhận ra rằng là Ketarata cái ra đặt ta nhận lắng khi dạy nhồi các học cha cả là gắt gân xa làm khắc cha được gắt chi biết đấy hướng chị đẹp dẫn hướng dẫn khán giả gắt bạn có nè hướng dẫn là quan trọng đừng hướng dẫn là là anh nè cô tu làm từ 일을 이로부터 그들을 하는 것보다 더 직접 하게 하는 게 중요해요. 왜 홍자라 관종 능 유광 오케이 오간 어려워요. 응. 근데 하지만 cái này là지금 밖에서 막 누가 노래 부르고 있어요. 노래. 그냥 학생들 같은데. 한국 할게요. 한국어 할게요. 그룹은 세계적으로 움직였고, 15명의 회원이 10에서 20초 간격으로 출발했습니다. 이 시스템은 그룹을 더잘 관리할 수 있도록 하고, 5명씩 소그룹으로 나누어 진행할 수 있습니다. 조직화는 팀의 협력뿐만 아니라 장비를 제대로 설정하는 데에도 중요합니다. 네, 읽어주세요. 떡라이. 네, 그룹은 제 그룹은 세계적으로 움직였고 이 15명의 회원이 10에서 20초가 간격으로 출발했습니다. 이 시스템은 그룹을 더잘 관리할 수 있도록 하고 다섯 명씩 소그룹으로 나누어 진행할 수 있습니다. 조직회는 팀이 협력뿐만 아니라 장비를 제대로 설정하는 데에도 중요합니다. 네, 시행 및 읽을게요. 읽어주세요. 넘 di chuyển theo cách có tổ chức với 15 thành viên rời đi cách nhau 10 đến 20 giây. Hệ thống này cho phép quản lý nhóm tốt hơn, chia họ thành các nhóm nhỏ 5 người. Sự tổ chức là chìa khóa không chỉ để phối hợp nhóm mà còn để thiết lập thiết bị đúng cách. Nhóm chỉ xuống theo các tổ chức mỗi 15 tăng điện rồi thì các nhóm mỗi 10 đến 20 trái hệ thống này rồi phép quản lý thống tốt hơn gia hồ tăng các nhóm nhỏ nắm nổi từ tổ chức là giải khóa không chỉ để phối hợp nóng mà còn để tiếp lắp thiết bị đứng khách. Nhóm mà group은 di chuyển 일해요. Di chuyển là ý nghĩa Di là chuyển là
là y동 아, 이동하다. 아, 이동하다. 지수엔. 각 도축 어, 전체로 따라서 이동하는데, 15명의 조직. 회원이, 조직, 도축 조직이, 방법이 15명, 각냐오, 서로, 각자, 10에서 20초 사이로 15명의 회원들이, 조직들이 이동을 합니다. 동나이, 이 방법은 해통? 이네 해통 라지? 정말 정말하지 몰라요 몰라요. 아, 네. 해통, 딱 관리. 더 조직을 관리하기 위해 이 방법을 출발했습니다. 시스템, 회통. 이 시스템, 방법. 시스템 아니에요? 시스템, 시스템 회통. 라 영어 네, 영어. 시스템, 회통, 방법. 깍냐오, 깍. 시스템. 체계. 되게 네네, 해통 나이, 뺏 관리. 이 방법 체계는 더 좋아요. 그들이 딴깍 놈 단체로 남녀 5명 정도? 다섯 명, 네. 5명, 다섯 명, 네. 다섯 다섯 명, 명씩 속으로 나누어 진행할 수 있습니다. 작은, 띠어, 작은 그룹, 각 명령, 작은 그룹아. 작은 그룹으로 나누다 맞아요? 네, 나누다. 지하호, 단나, 남녀. 수, 또 축, 조직할 수 있어요. 지약과 조직화는, 수, 또 축, 조직화는 지약과 중요해요. 지약과 라, 실전. 저수이, 열쇠, 지화. 방법. 성취, 오이헛, 냠. 등카. 협력뿐만 아니라, 그 다음에 장비를 제대로 설정하는 게 중요합니다. 장비 라지? TFB 라 장비? 장비라 티비 한국어에서 채비란 말 쓰는데, TFB, 오케이. 그러니까 장비를 장비라 서로 티비 나누는 것도 중요합니다. 이거 문법이에요. 누파. 네, 맞아요. 꽁치라 A뿐만 아니라 B도 합니다. 꽁치 대 호의 협용. 조직하는 협력이에요. 호의 협력? 돕다. 협력. 협력? 네, 돕다. 협력. 호, 협력. 호. 도움을 줄 오협. 뿐만 아니라, 뿐만 아니라, 마홍. 네, 장비를 제대로 설정하는 것도 중요합니다. 네, 탭락 설정하다. 탭락 장비 설정. 는데 에도 에 는데 에도 이라니. 네? 아, 아까 네네. 설정하는 때에도 이 하는 것도 돼도 이것도 그리고 이것도 이렇게 됩니다. 하는 것에도 네네, 또 강조하는 거예요. 강조. 아, 강조 나는 예를 들어서 때에도 강조 하는 것도 중요합니다. 네. 회원들이 출발하는 모습을 비디오로 촬영했습니다. 안전을 위해 몇몇 팀원들에게
휴대전화를 가져오도록 요청했고, 클럽 CEO도 하나를 챙겼습니다. 그들은 패닛폴레라는 장소 해변으로 향했고, 저는 수영 장비를 준비했습니다. 네. 네, 회원들이 출발하는 모습을 비디오로 촬영했습니다. 안전을 위해 몇 팀원들에게 휴대전화를 가져오도록 요청했고, 클럽 셀도 하나를 챙겼습니다. 그들은 페니클레라는 장소의 해변으로 향했고, 저는 수영 장비를 준비했습니다. 네, 티앵벳. Tôi đã quay video khi họ bắt đầu. Tôi yêu cầu một vài thành viên trong nhóm mang theo điện thoại di động để đảm bảo an toàn, và sale câu lạc bộ cũng mang theo một cái. Họ đã đến bãi biển ở một địa điểm có tên là Penicole. Trong khi tôi chuẩn bị thiết bị để bơi, Né, tôi đã quay video khi hô bắt đầu. Tôi yêu cầu một vài tăng viên trong nhóm mang theo điện thoại di động để đảm bảo an toàn. CEO cao lạc bộ cũng mang theo một cái. Cô đã đến bãi biển ở một gia đình của Stella Penicol. Giống thì tôi xin biết thiết bị để bơi. Tôi đã quay là sao đang hiểu quay Quay là trai on hiểu trai à on à đã quay trai à à sao đang hiểu video ô bắt đầu thì tôi đi xuất phát bắt đầu là xuất phát ra xuất phát ra xuất phát để dùng sang chỉ có sao tôi yêu cầu yêu cầu tôi yêu cầu một dấu bài cụ. bài một bài bài bấm mệt sao ý nghĩa là gì bài Mẹ mẹ bài bấm mệt vài là mẹ mẹ à bài một bài của hiệu ứng mẹ đặc biệt trong mẹ ngón mẹ hiệu ứng từ thân mẹ chế mẹ từ bấm mệt mang khá cho ai đó mang theo cá cho à, cá à cho mục tiêu của ai đến tôi전화 이동할 때 rồi tôi안전을 보장하기 위해 이동할 때 전화기를 가져오라고 얘기했어요 요구했어요 요가 뭐가 일단 밴 종놈 망디어 된 또이 지동 네 담바오 안톤 그리고 CEO 회장한테 라고 단체 라고 클럽에 회장한테 또한 응 또한 망태오 목까지 하나 목까지 한개더 가져오라고 얘기했어요. 오다된 바이비엔 그들은 갔어요. 다된 바이비엔 해변으로 오모지아뎀 호텔라 페니콜이라고 하는 지역 디아뎀마 지정 지역 모디아뎀 지역 지역 네, 지역의 지역. 해변으로 갔어요. 그리고 또 나는 준비 TFB 장비 네버이 수영하는데 장비를 준비해요. 해요. 했어요. 맞아요? 네. 네. 수영은 간단했습니다. 한 바퀴 나갔다가 돌아오는 것이 전부였습니다. 저는 전체 잠수법을 연습하며 약
300m를 수영했습니다. 그후 새로운 스트로크를 시도하고 몇번 롤을 하고 호흡법도 시험해 보았습니다. 이 연습들은 도전적이었지만 매우 즐거웠습니다. 네, 수영은 간단했습니다. 한 바퀴 나갔다가 돌아오는 것이 전부였습니다. 저는 전체 잠수법의 연습하며 약 300m를 수영했습니다. 그후 새로운 스트로크를 시도하고 몇 번, 롤을 하고 호흡법도 시험해 보았습니다. 이 연습들은 도전적이었지만 매우 즐거웠습니다. 네. 여보세요? 뭐, 이것 단 아, 예. 아, 제가 인터넷으로 지금 공부 중이라서요. 아, 예. 네네네네. 네네, 알겠습니다. 네. 오케이. 뭐, 이것 단 chỉ một vòng ra và vào. Tôi đã thực hành kỹ thuật bơi, tập trung vào phương pháp lặn hoàn toàn. Tôi đã bơi khoảng 300 mét và sau đó thử một số kiểu bơi mới. Tôi đã thực hiện vài lần lăn và thử nghiệm kỹ thuật thở của mình. Những bài tập này thật thật thách thức nhưng rất thú vị. Tôi rất đơn giản, chỉ một vòng ra vào bao. Tôi đã thực hành kỹ thuật bơi, tập trung vào phương pháp lặn hoàn toàn. Tôi đã bơi khoảng 300 mét và sau đó thử một số kiểu bơi mới. Tôi đã thực hiện vài lần lần ba tu niệm kỹ thuật tổ của mình. Những bài tập này thách thức những chất tử vi vôi vôi Tôi siêu đọc aju tô gian ý nghĩa là gì? Cảm Tôn gian tan hà bạn tôn Cảm gian tan hà bạn tôn gian à tôn gian à gì kudosun mô vong ra và vào bơi vong vong gì nhé Một vòng mà han bà khuya hàm bạc kỳ Han han bà khuya vong lệ là rigo bao hana to bao ra là bạc ca tả ok na ca tả nagata vào là thứ ra ro ca tả bao này bao ra vào và vào là na ca tả na nè ca cô thứ ro ca tả vào là thứ ra ro ca tả vào là trô đã ra vào cái hai bác thì thôi đã thì mô bông ra và vào tôi đã thực hành là nên iru었어요 thực hành kỹ thuật kỹ thuật suyong kỹ thuật를 연습했어요 시작한 Thực hành là시도했어요. 시도하다. 시작한 시도했어요. 탑승 Kỹ연습 thuật bơi á.공법란 혼돈 완전한 방법으로 배수로 연습하고 그러다 보니 300m 약 수영을 하고 나도 뚜그 모소큐 뭐 새로운 수영 스트로크 이거 토큐 이거 수영할 때 하는 거 Kiểu토큐 một số kiểu bơi mới kiểu là băng bóp tha rừng băng예. bóp방법으로부터 연습하고 또 이다 특힌 알았어요 특힌 바이 몇몇 란몇 번을 몇 해봤어요. 몇몇몇 란란란 바 두니엠 기투엣 또 과민
tô thư thư dạ ô ô thư Kỹ thuật thở của mình. kỹ thuật thô hô phục phun xin hương gỏ hít Thở cả là thở gì? thư là Hung hung. hô Thở là gì? thô là xung xì kì xung xì Hum kì si xung xung ki. Chum. hít bà xì Chum hít. gô thô đè xì gô ê hít chút tư nhiên à nâng bài tập này y bài tập yon sư vi tắt 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 tức à Thách hồ thức. dân hồ dân hồ Hố dân tròn. thách thức hồ dân Hố tròn. à, 도전적이지만 잣두비 하지만 Hố tròn.아주 즐거웠어요. Nhưng rất thú vị. À chu chứ co ở sân nhà. Né. Kỹ thuật thở. À ok. Lăn là gì? Hả? Chấm xi mà. Lăn lăn. Lần여러 번. Lăn tức gì mới á.여러 번. 몇 번? Vài lần lăn lăn cơ lăn À, bài몇 번? bay lăn lan lan몇번롤 롤을 하고 돌라요 돌아요 롤 fly thôi롤 보는 거 lăn là회전 lăn nên thôi돌다 éo돌다 돌다 롤 thôi ta아아 이렇게 보는 거 lăn đó예 thế thì bay định lan là lan lăn là thử thật thở của mình à dol, dol, 롤을 영어로 돈다 lồi롤, lồi롤. 롤링 아 한다고. 돈, 돈 받고. lồi lồi à아, lồi à 돌아요. 물속에서 빙 도는 거야. 몰라요 아, 오케이. 오늘 여기까지 해요. 1분 남았어요. 몇 분? 네 네, 수고했어요. 땀빼. 네 바이바이 수고 네. 하셨어요 바이바이 네, 수고했어요.